Xin chào các bạn nha. Thì theo cầu của một bạn là nhờ mình quay giúp cho máy xem một chiếc Suzuki Bandit màu đen bóng. Thì hôm nay mình đang có mặt tại cửa hàng xe máy Mai Duyên để mình làm theo cầu này. Và cũng qua đó mình cho luôn những bạn nào đang có nhu cầu xem về chiếc xe Bandit này cụ thể hơn. Địa chỉ cửa hàng sẽ là ở số 67 Triệu Nương, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng nha các bạn. Và giá chiếc xe này hiện tại Mai Duyên đang bán với giá là 51 triệu. Và mình mới vừa được một bạn nhân viên ở đây cho biết luôn là dòng xe này sắp sửa hết, lô sau nhập về thì cái giá nó sẽ là trên 60 triệu rồi. Vì đó sẽ có thể là nhập chính hãng đó các bạn, nó sẽ giá sẽ cao hơn nha. Còn giá mà nhập tư nhân này là 51 triệu nha các bạn, chỉ còn vài chiếc thôi. Đây là thông tin mình xin thông báo luôn cho các bạn nào đang có nhu cầu mua xe này. Bây giờ mình sẽ vào thông số sơ một cái cho các bạn, rồi mình sẽ quay cận cảnh chi tiết cho bạn xem sao nha. Mình xin nhắc lại, đây là chiếc Suzuki Bandit nhập tư nhân. Thì chiều dài nhân rộng nhân cao của xe sẽ là 2000 nhân 745 nhân 1035mm các bạn. Chiều cao yên sẽ là 790mm. Thì nếu mà so với chiếc Winner hay là Exciter thì chiều cao yên này tốt hơn. Cụ thể là nó sẽ thấp hơn 5mm nha các bạn, chỉ là 790mm thôi. Còn khoảng cách giữa hai trục bánh xe thì nó sẽ là 1300mm. Trọng lượng xe sẽ là 135kg. Nói chung là trọng lượng này khá là ok. Chiếc Winner là 124kg ha, còn chiếc này là 135kg. Đường kính và hành trình bích tông sẽ là 62 x 48 8mm. Các bạn hay gọi là trái 62 đó. Còn công suất thì nó sẽ gần là 19 mã lực. Là một cái công suất rất là lớn nha các bạn, 19 mã lực nha. Còn tỷ số nén xe này sẽ là 11.5:1. Với tỷ số nén này chúng ta sẽ phải đổ xăng 95 để tối ưu nhất có thể cho cái buồng đốt của xe. Còn mức tiêu hao nhiên liệu xe này thì theo SU công bố sẽ là 2,66 lít trên 100 km. Còn về phần lớp trước này thì sẽ là 90, 80, 17. Lớp sau sẽ là 130, 70, 17. Thì lớp này nó sẽ to hơn là lớp Winner và Exciter một chút. Winner và Exciter sẽ là 120 thôi. Mình hình dung như vậy để các bạn dễ có một cái nhìn nó cụ thể hơn đó các bạn, dễ được biết được là cái lớp to cỡ nào thôi ha. Tiếp theo nữa là bình xăng xe này nó sẽ là 11 lít. À mình quên, cặp vành xe này sẽ là 17 inch nha các bạn, 17 inch nha. Bình xăng sẽ là 11 lít. Thì với cái bình xăng này đi đường dài, đi đường trường thì rất là ok ha, hợp lý đó các bạn. Và xe đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 3. Và bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết chiếc xe này cho bạn nào có muốn xem cận cảnh chi tiết nhất có thể. Đầu tiên sẽ là phần đầu đèn trước sân bóng nha các bạn, phần đầu đèn nè. Xe này thì chưa có đấu bình cho nên mình không có mở đèn cho các bạn xem được nha. Xi nhan tách rời. Mình xin nhắc lần nữa, xe này đang Mai Duyên đã có bán với giá là 51 triệu nha các bạn. Đây là Suzuki Bandit nhập khẩu tư nhân nha. Nhập khẩu tư nhân. Các nước to đó các bạn, các nước ha. Đây nhập từ Indo nè. Có một cái bát biển số phía trước thế này. Còn đây là phần về trước. Và cái phanh đĩa cỡ lớn. Heo thì hai bít tông. Hai bít tông ha. Với cái phần này thì hy vọng là khi mà mua về chúng ta sẽ gắn thêm một cái miếng chắn bụng ở đây. Nó che bớt cái bụng của bánh xe thì văng lên rồi các bạn, để bảo vệ cái cổ bô này tốt hơn. Chỗ này thì nó rất là chống chảy. Và đương nhiên rồi, chỗ này nó sẽ phơi vài cục máy ra. Rất là đẹp, cục máy của SU. Rất là đẹp luôn. Mình sẽ qua bên này cho bạn xem phía bên này ha. Tem Bandit nè. Cục máy phía bên này. Xe nhập khẩu tư nhân về thì lúc nào các bạn nhân viên ở đây cũng rất là cực, phải vệ sinh lại đó các bạn. Vì nó rất là dơ, rất là dơ ha. Xe này về các bạn lau chùi vệ sinh thêm lần nữa là nó sẽ rất là đẹp. Mà nhìn cục máy nè, ở đây rất đẹp luôn. Bình xăng 11 lít nha, nước sơn bóng. Cần số thì đây là cần số 2 chiều của xe.
gác chân có thể gập lên như thế này. Ở đây thì nó thêm một cái bát để mà che bảo vệ đó các bạn. Gác chân người ngồi sau, phần yên á, mình thích nhất trên chiếc xe này chính là phần yên. Phần yên nó không phân tầng rõ như là dòng Suzuki mà GSX, bản R hay là bản S cũng vậy, đều phân tầng rất là rõ ràng. Cho nên là khi mà đi hai người á, thì cái người ngồi sau nó sẽ hơi cao và chới với hơn. Còn với xe này á, thì đi gia đình nó sẽ hợp lý hơn các bạn. Và cái phần yên của người ngồi trước ngồi rất là thoải mái, cái yên nó cũng êm chứ nó không cứng nha. Các bạn nhìn nè, nó êm đó, không cứng đâu. Phía sau này thì sẽ có thêm một cái tem GSX 150 ở đây. Thì nó cũng là dòng họ GSX thôi, nhưng mà nó là GSX Bandit đó các bạn. Mở yên đây nha. Thì phần dưới cốp này á, các bạn đừng hy vọng là xe sẽ có một cái cốp. Nó không có đâu. Dòng xe thể thao thì không xe nào có cốp hết các bạn. Ngoại trừ chiếc Suzuki Raider Sachia, thì phía trước nó có một cái cốp nhỏ xíu để mà để bóp điện thoại, vật dụng cá nhân nhỏ nhỏ, gói thuốc chẳng hạn. Còn đây là phần ui đèn. Chút đây mình sẽ đi xa xa ra cho các bạn xem từ xa xe nha. Phần đuôi đèn nói chung thì thiết kế này á, các bạn thấy là nó hài hòa, nó hiền thôi, chứ nó không có quạo, cũng không có ngầu. Phần cụm ống xả, cái họng ra được chia làm hai thế này thì tăng cái vẻ thể thao hơn. Nhưng mà hình chung á, thì mình không thích là cái kiểu bô này các bạn. Mình không thích cái kiểu bô này lắm. Còn phần cái thắng đĩa sau á, thì cái kẹp phanh sẽ là một bích tông. Và các bạn nhìn thấy nè, tuy là mình không thích cái kiểu bô này lắm, nhưng mà cái phần mà Suzuki cũng như là Honda luôn là làm phần bô á, nó vảnh lên rất là đẹp các bạn. Tức là cái phần bô á, nó sẽ đi dài từ cái phần thân máy phía trước phải không, nó đi dài xuống thế này, còn khi ở đây nè nó mới đi ra và nó đi lên, thì cho mình một cái đường nét rất là sắc cạnh, giúp tăng vẻ đẹp của cây bô. Nhất là nhìn từ phía sau, các bạn nhìn nè ha, các bạn thấy cái phần nó mảnh lên không, nó sẽ đi ra nè rồi nó mới đi lên, thì nó làm cho cây bô cũng đẹp hơn và làm cho chiếc xe nó cũng đẹp hơn, thể thao hơn rất là nhiều. Còn riêng về dòng của Yamaha chẳng hạn, các bạn nhìn cây bô nè, nó cũng mảnh lên, nhưng mà cây bô của Yamaha thiết kế á, nó ôm từ thân máy đi ra, rồi cái nó lại đi thẳng lên luôn. Cái vấn đề này mình có làm, có nói trong cái video clip mà mình so sánh giữa chiếc Exciter 155 và Winner đó các bạn. Mình nói rồi ha, thì phần bô của Yamaha chiếc nào cũng vậy luôn, mình không thích. Cái thiết kế nó không có sắc cạnh, không có đẹp. Cái này mà các bạn lên hai người ngồi đó ha, thì cái bô nó sẽ lún xuống, và các bạn nhìn thấy cái bô nó ngang ngang thế này nè, rất là xấu đó. Còn đây là bô su nè, Honda cũng vậy luôn, mà nhìn thấy không, nó đi ra ngoài vảnh lên rất đẹp nha. Mình thì mình mong mỏi là Suzuki sẽ nâng cấp cây bô này, nói chung là thay đổi thiết kế chút xíu cho nó hơi ngầu hơn xíu nữa, chứ cây bô này thì mình chưa có hài lòng lắm. Thậm chí là chiếc Suzuki GSX phiên bản R hay là phiên bản S cũng vậy, thì cây bô này mình chưa có hài lòng lắm. Thực tế là nó cũng đẹp rồi, nhưng mà mình muốn cho nó wow chút xíu nữa. Phần gấp sau chỉ là một cái gấp thẳng bình thường thôi, chứ nó không có làm thể thao giống như là trên chiếc R5V3 hay là những chiếc XSR chẳng hạn. Thì cái phần này thì cũng là một cái điểm trừ. Mặc dù vậy thì chúng ta miễn sao mà chạy nó đầm là cũng ok rồi đúng không? 51 triệu vẫn còn cái giò đạp cho mình nha. Phần bên này thì gác chân cũng vậy luôn nha, vẫn có thể gập lên được nè, gập lên luôn được luôn đó các bạn. Mình thích như thế này nè, không cần có một cái lò xo đẩy xuống đâu. Tại vì đôi lúc chúng ta mà cần phải chổi chân mà đẩy xe tới lui đó các bạn, thì khi mình gặp như thế này nè, cái chân mình tới lui á, nó không bị vướng vào cái này đó, nó không bị vướng cái này nè, đỡ lắm á. Ở đây cũng có thêm một cái miếng bát để mà bảo vệ ha. Cái phần này là bằng nhôm nha các bạn, bằng kim loại luôn á, chứ không phải là bằng mũ, bằng nhựa đâu nha. Xe có trang bị sẵn một cái miếng chắn bùn ở đây, chắn bùn theo xe thì nó sẽ bảo vệ cái phục sau này tốt hơn, không bị dính sình đó các bạn. Đỡ văng sình vào đây.
cái này là chắn bùn theo xe nha, chứ mình không khuyến khích các bạn là gắn thêm ở ngoài vô. Các bạn xem kỹ nè, nó sẽ bị ra ten nhẹ. Thì đi đường biển đó các bạn, nhập tư nhân á, thì mình cũng được chia sẻ rất là nhiều về vấn đề này. Về các bạn chịu khó dùng dầu lửa, dầu lửa cái này nè, các bạn có thể là lau chùi sạch sẽ lại bóng hới liền, dầu lửa thôi chứ không cần là bất cứ cái gì. Phần mỏ cày nè, mình thì mình cũng thích chiếc xe này lâu rồi các bạn, thích lâu lắm rồi, từ lúc mà mình chưa mua chiếc Winner X luôn các bạn là mình đã ngắm nghía chiếc xe này rồi. Tuy nhiên lúc đó thì cái giá xe hơi cao do là nhập chính hãng đó các bạn, chứ nếu lúc đó mà trước khi mua Winner X á mà chiếc xe này có 51 triệu là mình sẽ mua xe này ngay. Vì Winner X khi mình mua là nó tới 49.500.000 đó các bạn, mình mua khi mà xe mới ra đó thì nó cũng gần tương đương với xe này rồi, thì chỉ cần thêm 2 triệu nữa thôi là mình lấy xe này nó ok hơn, đúng không các bạn? Mình thích xu, sự thật mình thích xu. Đó, mình sẽ đi xa xa ra cho các bạn xem nha. Mô hình xe thì không có gì để chê đâu các bạn, nó không quạo, không ngầu, nhưng mà nó đẹp không góc chết, tức là góc nào nhìn cũng đẹp hết. Các bạn xem từ góc nào nhìn cũng đẹp hết nha. Và cái phần mà cái gạt te bên này nè, thì Su cố tình làm cho nó như thế này, tạo cho mình nhìn giống như một cái góc xe thể thao đó các bạn. Góc nè, góc chữ A đó ha, góc chữ A nè, thì cũng thể thao. Các bạn nhìn nè, từ góc nào xe cũng đẹp, cũng thể thao, cũng rất là mạnh mẽ. Và một cái nhìn mà Su nào cũng vậy, nhìn vào là sẽ thấy chiếc xe nó rắn chắc, rắn chắc đó các bạn. Và bây giờ mình cũng sẽ như thường lệ lên xe mình ngồi thử cho các bạn xem nha. Mình cao 1m7, chiều cao yên xe này á sẽ là 790mm, thấp hơn Winner một chút, thì mình ngồi á mình sẽ thoải mái luôn, chống thẳng cả hai chân xuống luôn các bạn, không nhón nha, không nhón. Và nếu các bạn nào cao khoảng 1m6 thôi thì mình biết là nghĩ là tự tin, vẫn có thể là lái xe này thoải mái. 1m6 đó, chống hai chân thoải mái luôn đó các bạn. Tư thế ngồi á cực kỳ thoải mái, ghi đông nó cũng vừa thôi, nó không quá dài. Chiếc XSR của Yamaha các bạn biết không, ghi đông nó dài lắm, dài cả cỡ này nè, thì khi ngồi cái tay mình sẽ đưa ra dài á. Còn xe này thì ghi đông nó vừa lắm, rất là vừa. Xe cũng có bắc sinh phía bên này, thoải mái ha, 130 mấy ký thôi, nói chung thì quá tuyệt vời. Thì cái lô này mai duyên chuẩn bị bán hết rồi, lô sau nhập về á thì theo bạn nhân viên vừa chia sẻ là sẽ là lên giá đó các bạn, 60 mấy triệu, vì đó có thể là những chiếc xu nhập chính hãng về chứ không phải là nhập tư nhân nữa. Thì bạn nào muốn mua với cái giá rẻ này thì có thể là đến mai duyên mua ngay, mua sớm trong ngày hôm nay. Bây giờ đã ngày đầu tháng 5, những ngày đầu tháng 5 nha, vừa hết lễ. Bây giờ mình lên phần ghi đông cho các bạn xem phần ghi đông chút xíu nữa rồi mình sẽ kết thúc video nha. Video cũng dài rồi, và xem lại nè, phần ghi đông nè, bình xăng nè, cũng đồng hồ, cũng có nút chỉnh nè, đó, có pha. Còn bên này cũng có một cái công tắc tắt động cơ nè, nút đề nè, nút đề này chỉ cần một lần nhấn thôi các bạn. Và một cái điều mình cực kỳ thích là bắc sinh nằm ở đây. Bình xăng là 11 lít. Như vậy ha, mình sẽ kết thúc video này ở đây.
xin chào các bạn luôn nha.